Alo anh em, sáng giờ mình mới làm được hai cái lưỡi này chuẩn bị rửa cho anh khách ở Lâm Đồng nè. Quay cho anh em xem luôn. Hai lưỡi này thì hai lưỡi nhỏ nha anh em, 5 phân. Đó. Anh này anh điện cho mình sáng thì nói mua cái chục lưỡi dưới Cà Mau mà câu không có lưỡi nào được hết chứ. Thì anh thấy mình nên nó đặt. Anh kêu mình làm cái đuôi này nè. Hơi rộng chút để anh xài cỏ cho nó dễ, thì mình làm to hơn những cái lưỡi bình thường xíu. Còn rất là dày. Anh Tiến ha. Rồi để mình cầm kỹ cái lưỡi móng heo cho anh em xem. Lưỡi này chiều dài 5 phân nha anh em, tại vì mình cầm điện thoại mình không có lấy thước cho anh em xem được. Mũi ngạnh thì anh em thấy không, y chang như là những cái lưỡi trước của mình làm thôi đó. Cái góc của cái ngạnh của mình đó, rất là chuẩn đẹp, cực kỳ chuẩn đẹp. Mà cái mũi này nè, để anh em nhìn kỹ nè, mình mài cái góc của cái mũi rất là bén nha anh em. Góc của mũi rất là bén. Lưỡi móng lưỡi trứng rùa ngạnh anh em thấy đẹp chưa? Lưỡi trứng rùa 5 phân ha, bề ngang là khoảng 19 rưỡi 20 đó. Ok. Cặp lưỡi này đẹp quá. Rồi, nếu mà anh em có cần thì liên hệ với mình ha. Cái lưỡi của mình nó chất lượng nằm ở cái chỗ cái kiểu thì anh em có thể làm theo được, nhưng mà cái chất thép đó là rất khó để anh em có thể làm được. Đó. Cái lưỡi nhỏ nhỏ như thế này anh em câu cá mà cỡ 30 kg anh em có thể nhấc bổng lên được. Đó. Nó cứng ghê lắm, chứ không phải như mấy thép lò xo bình thường. Vì nó cứng như vậy đó cho nên là cái mũi nó nè, nó cực kỳ bén mà nó giữ được cái độ bén rất là lâu. Mình xài hoài nó không lục. Bởi thế mình câu cá mới nhạy. Còn mấy lưỡi mà anh em mới mua về câu thấy nó ok đó, nhưng mà thời gian cái nó hết nhạy là tại vì cái mũi nó lục lại nè. Nhất là mấy cái lò xo, mà nhất là mấy cái lò xo inox ha, súng G15 đó, nó mau lục lắm, xài chừng tuần lễ là nó đổ lục rồi. Mà anh em không thể nào mà anh em mài hoài được, mài thì nó sẽ hư lưỡi. Với lại mấy lò xo inox đó thì thời gian thôi là nó sẽ quát ra từ từ thì nó cũng sẽ mất đi cái kiểu của mình, cái giọng của mình thì nó sẽ hết nhạy. Cho nên cái chất thép C70 này nó lợi hại đó. Nó giữ được cái lưỡi câu bền. Đúng là cái giá nó sẽ mắc hơn đó. Nhưng mà anh em câu nó còn hoài. Với lại nó chất lượng. Nhiều khi anh em gặp con cá lớn mà nó sảy thì nó còn tức hơn là mình mua cái lưỡi câu mà mắc nữa nè. Thà nó lưỡi câu giá cao hơn nhưng mà anh em xài nó vừa ý. Còn nó không vừa ý, anh em mua rẻ nhưng mà thành ra lại mắc. Ok. Mình chia sẻ với anh em vậy ha. Ai có cần thép thì liên hệ với mình cũng có bán thép này luôn. Nhưng mà nói trước là thép này cực kỳ khó làm nha. Giũa thường là không nổi đâu. Ok, quay tới đây thôi, tạm biệt anh em ha.